Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Vios thời điểm tháng 10 năm 2024 này. Thì đầu tiên thì em sẽ đi xung quanh một vòng xung quanh ngoại thất của chiếc xe Vios G và giới thiệu cho anh chị về giá bán của các phiên bản thời điểm hiện tại. Thì đối với phiên bản đầu tiên, phiên bản tiêu chuẩn rẻ nhất là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 458 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm 10 triệu tiền mặt cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện, thì tính ra cho anh chị lăn bánh là 477 triệu. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị trước giúp em số tiền là 125 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản ECVT, phiên bản tự động tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 488 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm là 15 triệu tiền mặt tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện, thì tính ra lăn bánh cho anh chị số tiền là 503 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 130 triệu là mang xe về. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây là có giá niêm yết là 545 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm 17 triệu tiền mặt tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện, thì tính ra lăn bánh cho anh chị là 561 triệu. Và anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền là 145 triệu là mang xe về. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios các phiên bản ở thời điểm tháng 10 năm 2024 này. Thì hiện tại Vios thì bên em đang áp dụng song song hai chính sách là hỗ trợ từ đại lý, từ nhà máy cũng như là có kết hợp luôn cả cái giảm thuế trước bạ từ nhà nước. Nên là cái giá xe hiện tại rất là hợp lý rồi. Anh chị cố gắng cân nhắc sớm bởi vì là cái chính sách giảm thuế trước bạ chỉ áp dụng đến hết tháng 11 năm 2024 này thôi, nên là đây là thời điểm rất là hợp lý để anh chị có thể lựa chọn chiếc xe này rồi. Và nếu anh chị quan tâm hơn thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5G thì có các tính năng nổi bật như là có hệ thống Toyota Safety Sense, có kết hợp một chiếc radar ở logo và một camera ở trên kính lái sẽ giúp anh chị là phát hiện ra vật cản và cảnh báo cũng như là hỗ trợ cho anh chị khi anh chị có thể khả năng gây ra cái va chạm đối với xe phía trước hoặc vật cản phía trước và đang trong tình trạng lệch làn, thì xe sẽ hỗ trợ anh chị cảnh báo và hỗ trợ cả phanh cũng như là vô lăng cho anh chị luôn. Về phần đèn thì anh chị sẽ có là một cụm đèn bi LED ở đây cho ánh sáng rất là tốt. Ở phần thân xe thì cả ba phiên bản đều như nhau, đều có la xăng là 15 inch và duy nhất ở phiên bản G này thì sẽ có là cái tay nắm mạ chrome và có nút mở cửa thông minh trên cánh cửa và có điều hòa tự động, 7 túi khí, 6 loa, có ghế da thông hơi. Và màn hình của chiếc xe này là màn hình 9 inch, lớn hơn so với phiên bản E. Và có một chi tiết nữa cũng duy nhất ở phiên bản G có là ở trên vô lăng của xe sẽ có lấy chuyển số sau vô lăng anh chị ạ. Là anh chị cho ra cái cảm giác lái rất là tuyệt vời, chủ động trong cái tốc độ của mình. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu qua về chiếc xe Vios G này để anh chị nắm được. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.